Chào quý vị, trên bàn tôi là những chiếc mũi khoan của hãng Futuro Made in Germany. Tôi làm video này vì các cái mã sản phẩm này hiện tại là hãng đã chuẩn bị ngừng sản xuất và sẽ không còn bán nữa. Và tất cả những cái sản phẩm của Futuro này nó sẽ chuyển sang cái bộ mới, đó chính là bộ Nereok như thế này. Nó chuyển đổi cả cái thương hiệu luôn. Còn đâu về tính chất của hãng rồi cái khả năng cắt thì đều là như nhau. Do vậy là hôm nay tôi sẽ làm cái siêu những cái mũi nhỏ nhỏ để quý vị có thể lựa chọn. Và chất lượng của nó thì hoàn toàn quý vị không bao giờ phải nghĩ rồi. Nếu quý vị đang làm cơ khí thì đây là một lựa chọn. Nó như một số khách hàng làm xe máy đã đến đây và những cái anh đó đã mua những cái mũi khoan ở ngoài chợ luôn ấy, là mũi khoan Nhật, nói là Nhật nhưng mà hàng cũ ấy đã là 6-70 nghìn hoặc là 5-60 nghìn một cái rồi. Với cái mũi 3-4 ấy. Và hôm nay tôi sẽ share với quý vị những cái mũi khoan này và tôi khẳng định với quý vị rằng là những cái mũi khoan này độ bền và cắt rất là chuẩn và sắc bén. Và cũng có khẳng định với quý vị rằng nếu quý vị về dùng mà nếu có chất lượng nó có kém ấy thì quý vị hoàn toàn là tôi sẽ đổi một cho quý vị. Chúng tôi không lấy cái danh dự của kênh gì để làm cái sản phẩm này đâu quý vị ạ. Do vậy, nếu hôm nay quý vị có thấy rẻ thì quý vị cũng phải yên tâm khi mà sử dụng nó. Đây là những cái phiên bản mà 254.000 của Futuro. Tất cả những cái sản phẩm này từ nhỏ nhất đến lớn nhất đều made in Germany. Với các cái sản phẩm dụng cụ cắt của Đức, quý vị hoàn toàn là ok. Không bao giờ phải nghĩ về chất lượng cả. Nhật cũng có thể phải nghĩ về chất lượng với đôi lúc nó rẻ hoặc như thế nào đấy. Còn những cái Futuro này hoàn toàn ok. Với cái phiên bản này đều là mũi khoan HSS. Nó có thể khoan khoan được thép này, khoan được gang, khoan được in inox mỏng. Đấy, về cơ bản là như thế. Nhưng quan trọng nhất đó nếu quý vị mà khoan thép thì tần suất cắt của nó rất là ok. Tôi sẽ lấy cái cỡ to lên để quý vị nhìn thấy này. Đây, ví dụ như này. Đây là phiên bản 254.000 và cỡ phi 14, nó là HSS đó. Và đặc biệt nó rất sắc. Nếu quý vị nào đã dùng mũi khoan rồi mà khi sử dụng cái mũi khoan này mà có một cái gì đó mà bảo là chê nó cùn hay nó nhanh nhanh mòn ấy thì hãy phản hồi lại chúng tôi để chúng tôi có thể là hỗ trợ cho quý vị, nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc chắn là không quý vị ạ, vì đây những cái sản phẩm này tần suất cắt của nó rất cao, có nghĩa rằng là thời gian sử dụng của nó rất là lớn. Và tất cả những cái size này hôm nay tôi sẽ review quý vị và chỉ có 120.000 đây nha. Có những cái khoảng 70.000. Có những cái cỡ 5 này khoảng 70.000 đấy. Thế nhưng mà hôm nay tất cả các cỡ này sẽ bán cho quý vị những cái cỡ nhỏ này là 120.000 ba cái và chỉ bán 3 PC một. Quý vị thích chọn cỡ nào thì chọn. 130.000 ba PC. Đây, ví dụ như cái này là cỡ 4.3. Quý vị có thể lấy ba cái này cũng được là 120.000. Hoặc lấy một trong những cỡ này cứ ba cái là 120.000. Có những cái 70.000 thì tôi cũng đã quý vị tùy chọn để cho phù hợp, để tôi muốn rằng là nó sẽ đẩy đi cho nó hết những cái sản phẩm này. Đây là cỡ 4.3 này. Đây là cỡ 3.4. Về quý vị sẽ nhìn thấy rằng nó vẫn có cái mã luôn đây. À, cái này cỡ nhỏ thì quý vị không nhìn thấy rồi. Nó nhỏ hơn quá, còn đâu cỡ 4.3 này khả năng có này. 254.000 quý vị về nhìn đây sẽ nhìn thấy 254.000 đây. Ví dụ như này, đây. Futuro BRC này, HSS này 4.3 và mã của nó là 254.000. Đó. Thì đây là cỡ 4.3. Đây là cỡ 3.4. Cỡ 4.7. Cỡ 3.3. Cỡ 3.9. Cỡ 3.2. Cỡ 4.9. Cỡ 4.6. Cỡ 4.2. Cỡ 4.4. Cỡ 2.1. Cỡ 2.4. Cỡ 1.0, bé như que kim. Cỡ 1.0. Cỡ 3.7. Cỡ 3.1. Cỡ 2.8, cỡ 4.1, cỡ 3.6, cỡ 3.8
Đây là cỡ 4.8, 4.8 này quý vị nếu mà sửa chữa thì có thể là quý vị có thể là dùng cỡ này cũng được, nếu mà không cần quá chính xác thì nó như cỡ 5 cũng được, hoặc 4 4 chấm rưỡi thì khó, nhưng cái này dùng cỡ 4.5 hoặc là khoan những cái con bu lông gãy các thứ thì hoàn toàn ok, không bao giờ phải nghĩ cả. Và nếu quý vị đang có cái máy mài mũi khoan rồi thì cái sản phẩm này rất hay, có nghĩa là khi nó cùn quý vị có thể mài để cho nó sắc lại như ban đầu, chứ không phải là cái kém chất lượng là không khoan được quý vị, à không mài được quý vị nhá. Cỡ tiếp theo là 2.7, cỡ 2.9, cỡ 2.6, cỡ 2.2, cỡ 1.5, 2.3, cỡ 1.5 và cỡ 0.5. 0.5 này ui, bé quá. 0.5 này là siêu mini quý vị ạ, tôi cũng chưa bóc ra này. Đó, thì toàn bộ những cái cỡ tôi vừa đọc đây là dưới cỡ 5, ví dụ như cỡ 4.8 này nó khoảng 75 ngàn gì đó. Thế nhưng mà hôm nay thì vì là sale và nhờ quý vị những cái sản phẩm này tới đây nó sẽ ngừng sản xuất, nó chuyển sang Nerox, do vậy là cứ 120.000 là 3 mũi. Quý vị lấy thoải mái, thích lấy cỡ nào thì lấy quý vị nhá. Lấy 3 cỡ này cũng được, thì tôi chấp nhận lỗ, nhưng mà tôi khuyên, tôi cũng mong rằng là quý vị lấy những cái cỡ cả cỡ lớn lẫn cỡ nhỏ, chứ không lấy nguyên cỡ to này tôi lỗ quá. Đấy, toàn bộ những cái cỡ này là dưới 5 quý vị ạ. Dưới 5 mà những cái size nó rất là lẻ, nếu quý vị không cần quá chính xác thì quý vị có thể lấy về được và dùng với tần suất khỏi phải nghĩ luôn. Ngoài ra nữa, những cái cỡ này là cỡ 14. Vẫn là nó đấy, nhưng mà cỡ 14 này. Đó, nếu mà quý vị nào mà cần cỡ này thì hãy liên hệ với sale thì sẽ gửi lại giá cho quý vị. Cỡ 16 này. Cỡ 20 này. Cỡ 19 này. Cỡ 15 này. Và cỡ 17 là những cái cỡ lớn để tôi có thể bỏ ra, quý vị nhìn thấy. Nếu quý vị làm cơ khí thì không phải nghĩ, đây, nó được bọc cái này và có dầu luôn này quý vị, để chống gì. Đây. Vẫn là Futuro và 25 4.000 và cỡ 20 HSS. Nhìn thế này thôi nhưng mà nó rất là sắc. Nếu có nói về vật liệu kim loại thì chỉ có kém sau Mỹ thôi quý vị ạ. Đức ấy. Vật liệu kim loại của nó làm những cái chiếc mũi khoan, mũi taro này là rất tuyệt vời và giá trị của nó cao, do nó mắc lắm. Do vậy hôm nay là tôi sale, do vậy gần như là giá này còn thấp hơn cả giá của Nhật luôn đấy quý vị ạ. Để quý vị có thể là vừa là hỗ trợ kênh cho nó sản phẩm để cho nó đi, hai nữa là quý vị có cơ hội sử dụng cái những cái mũi khoan Đức này, và khẳng định quý vị mua một lần thì sẽ mua lần thứ hai. Và ngoài ra còn mũi khoan côn 30 này, vẫn là cái phiên bản đó cũng HSS, nhưng mà khoan côn cái này thì MT3 nó rất là khủng. Đây. Đấy. Thì quý vị nào muốn đặt hàng cái này thì hãy liên hệ với sale. Và một trong số đó nữa thì nó kết hợp đây chính là một bộ mũi khoan luôn. Cái bộ này là từ 1 đến 13 mm và gồm 25 chi tiết. Đây, một bộ này. Cũng là lấy từ cái lẻ này ra thôi quý vị. Nhưng mà cái này thì nó size lẻ hơn, thì đây là cứ 1, 1.5, 2, 2.5. Thì với cái phiên bản này thì đang khuyến mại quý vị là 3 triệu 3 một bộ. Là cái bộ này này. Đấy, 4 triệu 7 còn 3 triệu 3 một bộ. Thế còn chuyển sang cái sản phẩm mới đó chính là một cái mũi khoan bộ Nerioc. Thì tôi đã nhập một cái phiên bản này về để xem như nào, thì nó gần gần như là nhau về cái chất liệu của nó chỉ khác cái thương hiệu thôi, vì hãng nó đổi thương hiệu sang năm 2021. Với cái bộ này thì nó là gồm 19 chi tiết thôi và nó từ 1,5 đến 10. Đây. Giá nó cũng tốt hơn quý vị ạ, nhưng mà tất nhiên là cũng vẫn là made in Germany và cái mạ của nó khác đi một chút. Đây, đây ông HSS này. 10. Đó. Về tần suất sử dụng thì các thứ thì gần như nhau trong cái catalog hoặc là thông số hãng gửi cho chúng tôi thì đều là như vậy. Và với cái phiên bản bộ mẫu như này thì tôi sẽ khuyến mại cho quý vị còn 820.000 một một bộ này, là từ 1,5 đến 10 quý vị nhá. Và khẳng định với quý vị rằng nếu quý vị đã dùng những cái mũi mài của Đức này thì không bao giờ phải nghĩ về chất lượng của nó rồi. Đó, thì hy vọng rằng ấy là quý vị vừa có cơ hội sử dụng những cái mũi khoan này giá rất tốt và cũng hỗ trợ kênh, vì những cái sản phẩm này nó đang còn không còn chuẩn, tới đây sẽ không còn sản xuất nữa. Tư vấn ví dụ như còn 10 cái chẳng hạn, nhưng tư vấn 20 cái thì nó lại thiếu.
thì chúng tôi đôi lúc là sẽ khó để tư vấn, để nhờ quý vị hỗ trợ, và chúc quý vị là có được những cái mũi khoan này. Cảm ơn quý vị và nhớ like và share để kênh tương tác tốt hơn. Hẹn quý vị vào những sản phẩm sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.